Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với cái video hôm nay. Và trong cái video của ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ làm một cái video để giới thiệu với các bạn về một cái app rất là hay. Đó chính là cái app để các bạn tải những cái ứng dụng hoặc là trò chơi ở bên thứ ba, được chưa ạ? Và mà nó không có ở trên CH Play các bạn ạ. Các bạn sẽ lên một cái app, đó chính là cái app app này là app app A P T O I D E đấy, app tôi đó, mình đọc là thế đấy. Các bạn sẽ lên cái app này đấy, A P tôi ra đấy đó, đọc như thế này cho một số bạn dễ hiểu. Nó có một cái biểu tượng logo màu vàng, sau đó nó có một cái biểu tượng giống hình chữ V lên đấy, bạn thấy chưa? Có một cái app này, các bạn vào cái app này đấy. Sau khi các bạn vào cái app này ấy, được chưa, thì các bạn sẽ chờ nó chạy một tí đấy, nó sẽ load những cái ứng dụng, được chưa? Các bạn thấy những cái ứng dụng nào hợp lý hoặc là hay thì các bạn có thể search vào đây. Đa số những cái ứng dụng bên thứ ba ấy, nó không có ở trên cái CH Play. Các bạn có thể lên tải cái app này thì nó sẽ có. Bây giờ đa số những cái ứng dụng unlock là các kiểu ấy, hoặc là những cái app ứng dụng, hoặc là những cái trò chơi, hoặc là những cái phần mềm bẻ khóa, đại đa số là thế các bạn, đa số là thế, là nó sẽ có ở trên này. Các bạn lên cái app này các bạn sẽ tải được đó, các bạn hiểu chưa? Đó đó là cái app, cho nên là các bạn thấy app này nó cũng rất là hay, được chưa? Đó, các bạn có thể lên lên cái app này. Đó, mình đã giới thiệu với các bạn về cái app này rồi nhá. Đấy, đến đây thì mình sẽ cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Đó, video chỉ ngắn gọn như này thôi. Thực sự mà nói những cái ứng dụng bên thứ ba ấy, nó sẽ hiện ở trên những cái app này rất là nhiều luôn. Đấy. Trước đó thì mình cũng 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 tìm kiếm xem, nhưng mà mình cài, có thể là cài APK bên thứ ba, nhưng cài bên APK bên thứ ba nhưng mà nó vẫn kiểu kiểu thế nào ấy. Mình thấy là cái app này nó cũng hay đó, nó cũng rất là hay luôn đấy. Mình nghĩ với các bạn là nên nên tham khảo xem cái app này đối với một số trường hợp mà các bạn muốn tải một số ứng dụng mà ở trên CH Play không có ấy, các bạn sẽ tìm kiếm và search ở trên cái app này đấy, là nó sẽ có nhá. Đấy, đây là một số video chia sẻ, được chưa? Chia sẻ với các bạn về cái nội dung video này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye, chúc bạn một ngày tuyệt vời, chúc các bạn thành công.